Nguyễn Lộ Trạch, nhà tư tưởng lớn của thế kỷ 19. Ông được các sĩ phu yêu nước đương thời như Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp kính phục. Sinh năm 1853, mất năm 1895 khi chỉ mới 42 tuổi. Cuộc đời ông tuy ngắn ngủi, nhưng những gì Nguyễn Lộ Trạch để lại vẫn vang vọng cho đến hôm nay. Những vấn đề mà Nguyễn Lộ Trạch đặt ra, nêu lên ở thời đại ông vẫn nóng hổi tính thời sự khi mà đất nước đang bước vào thời kỳ mới. Nhớ lời sấm ngữ của người xưa, chẳng ước mà in việc hiện giờ, vắn tắt vài hàng ghi tạc để ngàn năm bia miệng hãy trơ trơ. Cái câu hầu dưới này cái dịch ra là của do cụ Huỳnh Thúc Kháng dịch ra. Cựu lục quỳ ưu của bạc xưa, đem ra tạc đọc hiện bây giờ, trăm năm ai có lòng tin phục, phải học theo lề lối của bạc chưa. Thì trước đây ông cũng muốn cải cách tất cả những cái toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị. Thì ông muốn đưa tất cả những thanh niên của Việt Nam đi ra nước ngoài. Và những cái mà ông ước nguyện đó, thì tôi thấy rằng hiện bây giờ, tất cả những việc mà xảy ra trong hiện tại, chúng tôi thấy rằng cái con đường của mình đi không khác gì ở trong những cái lời ghi của ông. Án ngữ phía trước Kế Môn, sông Ô Lâu bồi đắp cho mình địa linh để rồi sinh nhân kiệt. Ngôi tử đường họ Nguyễn Thanh làng Kế Môn trông khá khang trang và bề thế. Đây là dòng họ có truyền thống khoa cử và nhiều người học hành đỗ đạt. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Oai từng giữ chức thượng thư bộ hình, đại thần của triều đình nhà Nguyễn thuộc dòng họ này. Trong số những người con của ông, nổi bật nhất là Nguyễn Lộ Trạch, tự là Hà Nhân, hiệu là Kỳ Am. Từ nhỏ, Nguyễn Lộ Trạch là người thông thái, đọc nhiều sách, có kiến thức sâu rộng, biết cả nghề thuốc. Lớn lên, thừa hưởng gia thế, hơn nữa là con rể của quan phụ chánh đại thần Trần Tiễn Thành, một vị đại thần quan trọng nhất của thời Tự Đức, cho nên ông có điều kiện tiếp cận các vấn đề trọng đại của triều đình, các bản điều trần của nhà yêu nước Nguyễn Trường Tộ. Với gia thế và trình độ học vấn của Nguyễn Lộ Trạch, nếu theo đường giàu có quan sang, có thể nói điều đó với Nguyễn Lộ Trạch không có gì là khó khăn. Nhưng ông không lấy khoa cử để vinh nghiệp tiến thân. Ngược lại, ông chỉ chuyên tâm nghiên cứu, tìm hiểu tình hình chính trị và những tri thức văn hóa mới trên thế giới. Kiến thức của ông uyên bác, vượt tầm thời đại đến mức vua Tự Đức cho những suy nghĩ của Nguyễn Lộ Trạch là ngôn hà quá cao. Bởi những tư tưởng xuất chúng khác người, bởi những khát vọng đó đã vượt ra khỏi khuôn khổ bảo thủ giáo điều của xã hội lúc bấy giờ để tìm con đường đổi mới, gửi gắm lý tưởng của kẻ sĩ trước vận mệnh đất nước.